Dạ thưa các bác, thì đây là bác chủ nhà hàng các bác nhé. Đấy, bác chủ nhà hàng núi tại 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 con anh Tam Đảo. Dạ vâng. Em xin phép được phỏng vấn anh một chút. Đầu tiên thì rất là trân trọng cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng cái sản phẩm do bên em cung cấp. Sau đó là bên em đã có mặt để hỗ trợ sắp đặt nâng cấp cho anh cái cấu hình karaoke. Thì vậy thì với cái dịch vụ, với cái chất lượng sản phẩm thì anh cho em xin ý kiến là anh thấy với cái sản phẩm và dịch chất lượng dịch vụ bên em cung cấp thì anh có đánh giá gì ạ? Trước mắt thì em không biết là nói như thế nào. Cảm ơn anh em bên setup âm thanh, em cảm thấy là tự hào và tuyệt vời. Đấy là sự hài lòng của em. Vâng. Ok. Thì, nhà mình là nhà hàng em nhà hàng Tam Đảo Núi. Tam Đảo Núi ạ. Cũng là được sự giới thiệu của những anh em khác nên em biết đến tới cơ sở thiết bị âm thanh nhà mình. Thì hôm nay em đã nhờ đến tới bên nhà mình setup cho em bộ dàn âm thanh. Em cảm thấy tự hào. Ok, chất lượng. Thì hiện tại bên em đang đi lắp đặt hỗ trợ một bác khách nha tại thị trấn Tam Đảo các bạn. Thì hiện tại thì bên em đang có mặt tại nhà hàng Tam Đảo Núi. Đây là một nhà hàng chuyên lẩu cá tầm, cá hồi. Đó, thì các bác mà nào đi sang Tam Đảo chơi thì ghé qua nhà hàng để sử dụng những cái món ăn đặc sản tại thị trấn Tam Đảo, cũng như có thể là được nghe và trải nghiệm những cấu hình karaoke mà bên em đã set up cho nhà hàng các bác nhé. Và bây giờ thì mời các bác cùng theo chân em. Đó. Đó, các bác thấy với một không gian rất là rộng mà hiện tại thì cái nhu cầu ăn uống và sử dụng những cái thiết bị âm thanh để cho các bác trải nghiệm sau những cái bữa ăn, sau những cái bữa ăn, những cái bữa tiệc thì là rất cần có những cái thiết bị âm thanh. Thì hiện tại bên em đang hỗ trợ cho các bác khách cấu hình là nâng cấp cho bác một cặp Motivity bát 40 các bạn. Đấy, với cái hội trường ấy, thì các bác chỉ cần sử dụng một cặp 40 và một cặp súp nữa, nhưng đây là do cái gia đình bác đã có cặp loa Wattfeden này. Đấy. Súp 30 nhưng súp hơi các bạn, súp hơi. Nhưng mà đây cũng là cái hàng gióng thôi các bạn, hàng gióng thôi, không phải những cái hàng chất lượng. Thế đây, nếu như bên em mà setup ngay từ đầu ấy, setup lại thì sử dụng một cặp 40 này thôi và một cặp súp hơi nữa là rất là ok. Nhưng đây bên em nâng cấp cho bác sẽ nâng cấp dần dần. Cái cấu hình máy thì đây các bác nhìn sơ qua này, đẩy này, đấy, party house mic này, vàng này. Nói chung là với cái cấu hình này thì cũng rất là đơn giản. Như các bác cũng đang dần dần nâng cấp cái cấu hình để phục vụ cho cái không gian hội trường. Đấy các bác, đây là cái sân khấu nhà hàng Tam Đảo Núi các bác nhé. Đấy, nhà hàng Tam Đảo Núi. Bác nào mà đi lên Tam Đảo chơi thì nhớ ghé qua nhà hàng để trải nghiệm những cái món ăn đặc sản tại nhà hàng Tam Đảo Núi. Và các bác có thể trải nghiệm tổ chức những cái buổi sinh nhật hay là những cái buổi dã ngoại mà các bác cần đến một cái sân khấu để các bác trải nghiệm âm thanh thì mời các bác hãy qua đây. Bên em sẽ có những cái không gian nó rất là tuyệt vời các bác nhé. Mùa thi năm cuối sông em theo chồng xứ lạ để bằng nắng nóng nơi xa. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếc nặng nề. Người yêu tìm mãi sao không chờ đúng đợi, vội vàng chi lắm em ơi. Trường đời không là mơ như lời thơ ngày đó, trường đời ơi lắm nỗi trôi. Bằng lăng hoa tím buồn trên con đường giờ đây, anh cô đơn lối này. Đường tư áo trắng người xưa giờ tan trường anh đến, mong tìm bóng dáng thân quen. Hàng cây xanh ngỡ ngàng, thương duyên mình rõ ràng.
Thưa các bác, thì đây là bác chủ nhà hàng các bác nhé. Đấy, bác chủ nhà hàng núi tại Quán anh Tam Đảo. Dạ, vâng. Em xin phép được phỏng vấn anh một chút. Đầu tiên thì rất là trân trọng cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng sản phẩm do bên em cung cấp. Sau đó là bên em đã có mặt để hỗ trợ sắp đặt nâng cấp cho anh cái cấu hình karaoke. Thì vậy thì với cái dịch vụ, với cái chất lượng sản phẩm thì anh cho em xin ý kiến là anh thấy với cái sản phẩm và chất lượng dịch vụ bên em cung cấp thì anh có đánh giá gì ạ? Trước mắt thì em không biết là nói như thế nào. Cảm ơn anh em bên setup âm thanh, em cảm thấy là tự hào và tuyệt vời. Đấy là sự hài lòng của em. Vâng. Ok. Thì, nhà mình là nhà hàng em nhà hàng Tam Đảo Núi. Tam Đảo Núi ạ. Cũng là được sự giới thiệu của những anh em khác nên em biết đến tới cơ sở thiết bị âm thanh nhà mình. Thì hôm nay em đã nhờ đến tới bên nhà mình setup cho em bộ dàn âm thanh. Em cảm thấy tự hào. Ok, chất lượng. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh nhé. Vâng. Dạ vâng, thì thưa các bác, đây là bác chủ nhà hàng Tam Đảo Núi, đã có những cái món ăn cá tầm, cá hồi, rồi lợn bản rất là hay. Thì các bác nào mà tới tại Tam Đảo thì mời các bác qua nhà hàng để trải nghiệm những món ăn đặc sản tại Tam Đảo Núi các bác nhé.